Chào các bạn, trên tay mình đây là một chiếc cáp HDMI DAC ra mắt cùng Samsung Galaxy Note 9. Và bây giờ mình sẽ cùng mở hộp và trải nghiệm cái sản phẩm HDMI DAC này. Như các bạn thấy thì cái cáp HDMI DAC này thì nó khá là đơn giản so với cái Samsung DAC ngày xưa. Đây, trên tay mình đây là cái Samsung DAC Pad ra mắt cùng Samsung Galaxy S9, S9 Plus. Đấy, nhưng mà đến cái thời điểm mà ra mắt Galaxy Note 9 thì Samsung ra mắt cái cáp HDMI DAC. Cái cáp này thì nó đơn giản, nó chỉ là một cái cáp chuyển đổi từ Type-C sang chuẩn HDMI. Trong hộp của nó thì có một quyển sách hướng dẫn sử dụng cộng với cái cáp HDMI DAC. Đây là chiếc cáp HDMI DAC. Cái HDMI DAC này thì nó một đầu của nó là đầu Type-C để dùng để cắm vào cái điện thoại, và một đầu là chuẩn HDMI. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đây. Thế bây giờ mình sẽ test thử cái HDMI DAC này trên chiếc Samsung Galaxy Note 9. Ở đây mình có một cái màn hình TV. Đấy. Và bây giờ mình sẽ cắm cái HDMI DAC này vào Galaxy Note 9. Đầu còn lại thì mình sẽ cắm vào cái cáp HDMI để chuyển ra TV. Đấy. Khi cắm vào thì các bạn có thể nhìn thấy ạ. Ở trên màn hình điện thoại thì vẫn sử dụng các chức năng bình thường. Ở trên màn hình điện thoại thì vẫn sử dụng các chức năng bình thường. Thế nhưng mà ở trên màn hình TV thì nó sử dụng độc lập luôn. Đây, các bạn có thể nhìn thấy ạ. Hai cái màn hình nó độc lập với nhau. Nó không giống như cái HDMI, cái DAC pad cũ nữa. Đây là trên màn hình điện thoại và đây là trên màn hình TV. Thì các bạn cũng có thể chuyển đổi dùng cái màn hình điện thoại để làm màn hình cảm ứng. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy chuột đấy. Và internet. Bắt đầu. Ok. Và mình có thể sử dụng cái các bạn có thể sử dụng luôn cái màn hình của điện thoại để điều khiển có thể dùng luôn cái màn hình điện thoại này để điều khiển cái ứng dụng ở trên màn hình máy tính. Nó có đầy đủ các ứng dụng nữa. Các ứng dụng của nó thì có rất là nhiều. Đây, các bạn có thể xem ở trong menu. Toàn bộ những cái phần mềm ở trên này các bạn có thể tải thêm. Các bạn có thể hoàn toàn sử dụng cái màn hình này sử dụng độc lập như là một cái máy tính để bàn. Và ngoài ra thì các bạn có thể chuyển sang chế độ HDMI đơn thuần, tức là trên màn hình điện thoại hiển thị như thế nào thì ở trên TV sẽ hiển thị y như vậy. Đây là chế độ HDMI đơn thuần. Các bạn có thể xoay màn hình để hiển thị full screen hoặc là chuyển sang chế độ DAC. Chế độ DAC thì đây, các bạn có thể ở chế độ DAC của Galaxy Note 9 thì rất là hay là ở trên màn hình điện thoại của các bạn nó sử dụng hoàn toàn độc lập với cả màn hình máy tính. Màn hình máy tính thì các bạn có thể sử dụng chuột và bàn phím làm việc như một chiếc máy tính bình thường, nhưng ở trên màn hình điện thoại thì các bạn sử dụng độc lập hoàn toàn luôn. Đây, các bạn có thể chọn ở trên này. Và
có thể dùng màn hình điện thoại làm chuột. Đây ạ, rất là đơn giản. Và bây giờ mình sẽ test thử các dòng máy đời cũ xem là nó có tương thích với chiếc HDMI deck này hay không. Thì mình sẽ cho các bạn xem là đối với chiếc HDMI deck này thì cái phần mềm của nó đang hiện tại không quay lại thông tin phần mềm. Đây, nó đang sử dụng bản Android 8.1.0 và bản Samsung Xperia 9.5. Thì bây giờ mình sẽ thử ở trên một chiếc Samsung Galaxy S8 Plus. S8 Plus thì hiện tại đang sử dụng phiên bản Android 8.0.0 và bản Samsung Xperia 9.0. Bây giờ mình sẽ cắm thử cái HDMI deck này vào. À, đối với cái những cái dòng máy đời cũ như là S8, S9, S9 Plus thì khi mà các bạn cắm cái dây HDMI deck này vào thì nó sẽ hiển thị giống như là chuyển đổi từ điện thoại sang HDMI thôi. Tức là điện thoại trên điện thoại hiển thị như thế nào thì ở trên HDMI ở trên màn hình TV là hiển thị y như vậy luôn. Đây. À, mình nghĩ rằng là chắc là sau khi Note 9 ra mắt một thời gian thì Samsung sẽ cập nhật phần mềm, thì tất cả những cái điện thoại ví dụ như S8, S8 Plus, S9, S9 Plus, Note 8 thì đều có thể sử dụng được cái cáp HDMI deck này. Cáp HDMI deck này giống như trên Galaxy Note 9 hiện tại. Đây, các bạn mình sẽ cắm thử lại một lần nữa. Đây, đây là chiếc Samsung Galaxy Note 9 đó. Đây. Sau khi cắm á, ở trên màn hình máy tính hiển thị riêng biệt luôn. Ở trên điện thoại chúng ta vẫn sử dụng hoàn toàn độc lập. Ok, để tham khảo thêm về chiếc Samsung HDMI deck này thì các bạn có thể truy cập vào phụ kiện samsung.com hoặc liên hệ đến số hotline của chúng tôi 0299 959595. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.